Sáng nay tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, cụm thi đua số 3, Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tới dự có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, lãnh đạo các đài trong cụm thi đua số 3. Trong 6 tháng, việc tổ chức các hoạt động thi đua của cụm thi đua được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các địa phương, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của địa phương, tuyên truyền cổ vũ các điển hình tiên tiến, mô hình mới trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các vấn đề tôn giáo, dân tộc, về phòng chống thiên tai, dịch bệnh, vấn đề về an sinh xã hội. Phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, tạo không khí sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật, đầu tư, mua sắm, nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần tích cực vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Nhiều tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tặng bằng khen. Đã có nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia, bốn liềm vàng, liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đài phát thanh và truyền hình trong cụm sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân theo quyết định số 1526 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025. Bám sát định hướng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của các tỉnh, thành phố để tuyên truyền đậm nét các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và từng địa phương. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình, tăng thời lượng các chương trình tự sản xuất, chương trình giải trí có chất lượng cao, các sản phẩm đa phương tiện và có tính tương tác cao. Đẩy mạnh hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình giữa các đài trong cụm, làm phong phú thêm chương trình. Tại hội nghị sơ kết, ban tổ chức đã phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh tổ chức sản xuất và trao giải cho các tác phẩm báo chí với đề tài phát triển du lịch Ninh Bình do các phóng viên, biên tập viên của 9 đài trong cụm thực hiện. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 6 giải ba.